Của dịch COVID-19 tại Việt Nam. Theo bản tin dịch COVID-19 ngày 2 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế cho biết có 16.948 ca mắc mới tại 63 tỉnh thành phố, trong đó có 11.948 ca ghi nhận ở ngoài cộng đồng. Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước với lần đầu vượt mốc 2.000 ca trên ngày trong ngày có hơn 14.400 ca khỏi, 221 trường hợp tử vong. Các tỉnh thành phố ghi nhận nhiều ca bệnh như Hà Nội 2.045 ca, Hải Phòng 1.804 ca, Vĩnh Long 1.280 ca. Tiếp sau đó là Tây Ninh và Bình Phước. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó như Đồng Tháp là giảm 265 ca, Bình Thuận giảm 189 ca, Hồ Chí Minh giảm 185 ca. Trong khi đó, thì Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội là ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với một ngày trước đó. Tính đến 14 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, Việt Nam đã tiêm được hơn 152,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19.